Vâng, em chào tất cả các bác ở miền Trung Quốc nha. Trước mắt các bác đó là hai con QRX dòng âm ly khủng của hãng Sansui. Hai em này đều sở hữu công suất lớn và chạy 8 sọt xét nha các bác. Đây là model QRX 3500, em này giá là 11.500.000. Và đây là đàn anh lớn hơn, QRX 6500. Em này đang sử dụng đèn LED nên là khi quay video các bác thấy trên màn hình nó sẽ nháy nha. Còn ngoài đời nó không nháy tại vì cái lượng sáng nó nhiều hơn bóng đèn xe đốt rất là nhiều. Con QRX 6500, con này giá 17 triệu nha các bác. Em nào cũng là hàng tuyển đẹp long lanh cành đào hết cho các bác nha. Những con này làm nghi hay, bày đẹp và nghi lô cổ rất là hay. Các bác có thể chơi tốt như dòng bass 40. Đối với con QRX 3500 thì các bác chơi bass 30 thôi nha. Con này thì đánh những dòng loa cổ như là Pioneer, Sansui, những dòng loa Mỹ cổ vân vân, rất là ok. Với kiểu cách hòa cổ và trang nhã cổ kính thì rất là phối hợp với những dòng loa với những thiết bị trong nhà gia đình phòng khách rất là tuyệt vời. Máy rất là đẹp nha các bác, toàn máy tiễn cho các bác nha. Giá trên đã bao gồm phí ship, các bác có thể thấy được những nấm nút này nó săn tròn mà nó mới tinh, là máy chắc bãi về, các bác có thể thấy được cái độ đẹp của nó. Và đây là con 6500 thì nó khủng hơn, nó chạy 8 sọt xét lớn. Và đây là chạy 8 sọt xét nhỏ, đều là chạy 8 sọt xét hết nha các bác. Và các bác sẽ có thể chơi tốt những dòng loa JBL, loa Mỹ vân vân. Đối với dòng Sansui thì nếu các bác chơi loa Mỹ thì nghi rất là nịnh tai nha các bác. Còn các bác nào muốn nghi loa Mỹ mà nghi chân thật thì chúng ta chơi lúc mang. Còn các bác nào nghi muốn nịnh tai tiếng bass mic chép nó nảy thì mình ghép với Sansui, chứ không phải lúc nào cũng là JBL là ghép với lúc mang đâu nha các bác. Bác nào yêu thích con nào thì liên hệ cho em, hai em này đều có vỏ gỗ và rất là giống nhau, cũng như là em 3500 thì chạy hai cầu loa này, cộng rất là mới luôn nha các bác. Và con 6500 thì chạy 4 cầu loa, 5 cầu luôn nha các bác. Con này khủng hơn. Con này giá 7 triệu, 17 triệu. 6500 là 17 triệu, còn 3500 là 11.500.000. Các bác nào lấy thì liên hệ cho qua hai số điện thoại ở trên tấm biển kia. Em gửi hàng và giao hàng tận nơi cho các bác nha. Đây là những sản phẩm nghi hay bày đẹp nha các bác. Rồi, em xin chào tất cả các bác nha. Đang xem video, em giới thiệu con QRX 3500. Nói về dòng QRX, các bác sẽ thấy được cái ngôn ngữ thiết kế của nó là rất là to và hầm hố. Em này phân khúc trên 10 triệu nha các bác, trên 10 triệu. Đây là những con ly tuyển hàng đẹp long lanh để về phục vụ các bác nghi hay bày đẹp. Em này về cái size thì bề ngang như thế này là 53cm và cao là 19cm nha các bác. Hậu thì như những con ly khác thôi, chữ bề rộng, bề dài như thế này để các bác bố trí này, nó 53cm còn cao là 19 nha. Em này chơi 4 cầu loa, nó là dòng âm ly đài. Nó ở thị trường Mỹ nha bác, em nó sử dụng 4 cầu điện. Hiện tại thì từ Mỹ về nó sử dụng điện 120V. Các bác có thể chuyển cầu qua 100V hoặc là 220. Nếu các bác nào có 220 thì mình sử dụng 220 cho nó tiện để khỏi bị kém nhầm. Đấy. Và giá của âm ly này là hồi sáng về em báo 12 triệu. Trong đợt này thì em sẽ bớt cho các bác là 300.000, còn 11.700.000. Với giá này các bác sở hữu một con QRX 3500 với công suất lớn và có một ngoại hình rất là bắt mắt, trưng bày chơi được những dòng loa cổ như là Mỹ, Nhật, JB, Pioneer 88A, 99A và những dòng loa của Sansui vân vân. Nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nghe đàn cối Akai thì rất là tuyệt vời. Nếu các bác nào mà có Akai để trên con lên này nữa là một tuyệt tác luôn nha. Hay là chỉnh bass chép vân vân, cũng có loa nét hết đầy đủ hết cho các bác nha. Volume tổng 3 lăng cho hai kênh, chuyển chế độ AX1, AX2 vân vân. Đây, mời các bác xem ngoại hình em nói nha. Hay những con tiếng đẹp long lanh cho các bác nha. Giá 11.700.000 nha các bác. Máy rất là đẹp luôn. Về hình thức của bộ nó thì vuông thành xét cạnh thế nha. Phía trên đây là cái phần tản nhiệt nha các bác, tản nhiệt. Rồi, em nó chạy sò xét nha các bác. Rồi, sau đây em quay phía sau cũng như là rút điện để cho nó tiện thao tác, em quay để gửi đến các bác. Các bác ở xa thì khi chưa việc gọi điện cho em hoặc là cần đầu mua thì các bác có thể cọc tiền
đấy. Còn chứng khoán đủ thì em sẽ bớt 200 vân vân, 2-300 gì đấy thì để gửi cho các bác cà phê, cà pháo vân vân. Vâng, và đây là phía sau của em nói nha các bác. À, con này chạy có hai cầu lo nha các bác, AB, A cộng B thôi nha. Đây là muốn chuyển điện, chúng ta mở cái logo này ra, trong bên trong nó sẽ là cái chuyển điện nha. Đây các bác có thể cảm nhận được cái độ đẹp của sản phẩm luôn. Đấy, series nó là 0023 này các bác. Rồi những cổng kết nối nha. Đây nguồn. Vâng. Đây là phần tản nhiệt của công suất này. Rồi, để không chờ lâu thì em cũng quay bên trong luôn, cũng như mọi video khác. Vâng, và đây là bên trong của con Omly, mời các bác xem luôn nha. Đây là hai phần những cái phần reverb âm thanh, phần nguồn. Đối với những dòng QRX thì chúng ta xem công suất chủ yếu nó nằm phía dưới thôi nha. Còn phía trên thì những cái phần đơn giản thôi. Đa số là nằm phía dưới con Omly hết. Hay là phần bảo vệ cũng như là cầu chì nằm hết trên này luôn. Vâng, cũng như em đã nói là những con QRX thì chủ yếu nó nằm hết phía dưới cho các bác. Đây các bác thấy chưa? Đây là phần rề, những cái chân phần rề này, đẹp chưa? Rề ly. Và các bác thấy 8 con sọ sắc nét đỏ đen. Rất giá chưa? Đấy, 4 con đỏ, 4 con đen sọ nét cho các bác so ly nhau là nghĩa là con nghịch, con đảo, nghịch đảo đấy. Sọ nét này các bác đã 8 con nguyên bản của máy hết nha các bác. Tại vì những con này là máy từ bên nước ngoài về. Thì các bác yên tâm về những cái đồ zin, về đồ em chuyển hàng rất kỹ lưỡng, đưa đến cho các bác là những cái sản phẩm nó tốt nhất, đẹp nhất theo tiêu chuẩn và tiêu chí của chuyển hàng của bên em. Thì các bác là yêu thích con QRX 3500 với giá cực kỳ là hợp lý, nghi hay, bày đẹp và có một con ly khỏe chạy 8 sổ sắc như thế này với giá là 11.700.000. Thì liên hệ cho em chiến qua hai số điện thoại trên, em gửi hàng và giao hàng tận nơi cho các bác. Vâng, và sau đây em mời các bác xem chi tiết con khủng long Sansui QR6500. Em này công suất là 470W và chạy 8 sò sét. Trước mắt các bác thấy trên màn hình thì các bác sẽ thấy được cái màn hình này, đèn này sẽ nhảy. Đó là đặc trưng của những sản phẩm sử dụng bóng đèn LED với cường độ sáng lớn, khi vào ống kính nó sẽ nháy. Nhưng mà ngoài đời nó không có nháy, nó sáng cực kỳ đẹp nha các bác. Và đây em mời các bác xem độ đẹp mà sản phẩm em đưa về. Con này đánh lo Mỹ lo Nhật đều rất là tốt. Nhiều bác chơi ribe thích tiếng mà canh ba giả như là bass, mic chép, giả chép, nghe nịnh tai thì các bác sẽ sử dụng những dòng sản phẩm của Sansui. Đặc trưng của Sansui là rất là dễ ghép loa và phối ghép tốt với những dòng loa Nhật cổ, Mỹ cổ. Chơi những dòng loa FB của Pioneer như là 77A, 88A, 9A đều tốt nha các bác. Và phối ghép với những con Akai bên cối để thể hiện một bộ comble Nhật vàng hoài cổ và chơi ribe rất là tốt nha các bác. Đấy, em mời các bác xem mặt tiền game nó nha, sáng tròn và mới đét luôn nha. Máy nó cực kỳ đẹp cho các bác sưu tầm và giá nó là 17 triệu đã bao gồm phí ship. Rồi mặt tiền thì chúng ta bỏ qua và tới là được là đến vỏ gỗ nha các bác. Vỏ gỗ rất là đẹp luôn nha. Đây các bác thể thấy vỏ gỗ đó đây, góc cạnh và như vân gỗ tuyệt đẹp luôn để các bác chơi và sưu tầm. Trưng bày trong phòng khách, đây là những sản phẩm nó đạt tiêu chí rồi nha các bác. Rồi phía sau nó sẽ có những dây, em mời các bác cùng xem. Bác nào lấy thì liên hệ xem. Đặc trưng những dòng này nó ở từ Mỹ về, nó chạy 4 cầu điện nha các bác. Đây các bác thì thấy được, chúng ta muốn xài điện 120 chúng ta phải chuyển cầu. Đây các bác thấy độ mới của những sản phẩm, có thấy trạm loa mới tinh. Hiện tại thì nó đang sử dụng điện 120V, em đang kém điện 120. Nếu các bác nào muốn sử dụng điện 100 hay là 220 thì trước khi mua hàng và những sản phẩm trước khi gửi thì các bác có thể yêu cầu là chuyển điện 220 hoặc là điện chuyển điện bao nhiêu đó thì em sẽ chuyển điện trước khi em gửi. Rồi em đi vào bên trong mời các bác cùng xem nha. Con này cực kỳ mới để các bác sưu tầm luôn nha. Xem nội thất của em nó thì các bác phải ngỡ ngàng luôn á. Vâng, sau đây em mời các bác xem bên trong và nội thất của em nó có thái độ mới và độ cực kỳ đẹp của sản phẩm không. Em này chạy 8 sò sắc Toshiba chữ đỏ nha các bác, sexy là 7 màu. Các bác thấy màu vế nó sẽ 4 con. Đây các bác thấy nha, máy rất là chắc luôn, là những sản phẩm hàng chắc bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác thấy độ mới, mỗi bên nó sẽ có 4
ba con tụ. Được đặc trưng của những dòng này là xuất âm tụ nên các bác nghe nhạc vàng rất là ngọt ngào, rất là giống những dòng 2000X là 5000X nha các bác. Mà những con này nó trang bị công suất khủng hơn để các bác chơi nhiều loa hay là vân vân, những dòng loa bass 40. Đây các bác thấy độ mới của sản phẩm đấy. Những con này các bác chơi và sưu tầm thì tuyệt vời, nghi trưng bày trong phòng với những thiết bị audio khác và kết hợp với nó sự hoài cổ. Đây các bác có thể thấy độ mới của sản phẩm, các bác có thể so sánh thoải mái nha. Với những sản phẩm của em thì luôn tự tin những cái gì mà em đưa về để phục vụ các bác. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại ở trên tấm biển kia, em gửi hàng và giao hàng tận nơi, giá nó là 17 triệu đã bao gồm phí ship. Các nào chuyên con đủ em sẽ bớt 300.000, còn nếu các bác nào cọc tiền là bằng giá 17 nha các bác. Cọc tiền thì cọc khoảng ít nhất là 2 triệu nha các bác.